À, chào cô chú anh chị nha, em có hai cái đầu cái tàu tàu xuất Nhật này, tàu này nó xuất qua Nhật nha. Cái này là đứt cái giật, máy thì vẫn giật được bình thường nha mọi người, nó không có cứng, dây nó vẫn còn một đoạn nè, mà giờ tại nó đứt cái tay giật. Này hàng bãi nha, về có sao bán vậy, mấy con cư tàu này thì bán rẻ rồi cô chú anh chị vừa có cách. Thấy vậy cho nó kết ngon lắm đó nha, chứ nó không đến nội tệ thôi nha mọi người. Bán cũng nhiều rồi mọi người, chứ không có bán ít đâu. Chế đâu còn nha, à, lọc gió chế. Dây bu ri đồ vẫn còn rồi. Này hai cái đầu máy không có xích. Năm ngàn hai nha, 52cc đẹp, mặt tiền con đẹp nha, này mồm cưa nó dính thôi. Lóc máy lóc đen như mới. Này nó bị bể mọi người, đây bể cái nó bứt cái con ốc này, nó bứt cái con ốc chỗ này nè. Thì về mình ấy lại để mình siết luôn nha. Nói chung là mình vẫn siết vào cái này là cái của mình xanh thôi. Nên là mình siết vào mình vẫn dùng bình thường nha, chứ nó không có vấn đề gì hết nha. Nó không liên quan gì đến lóc của đâu nha. Chỉ là một phần của cái tay nắm, tay gắn thôi. Về mình siết lại thì vẫn dùng bình thường thôi. Cái lóc này còn rất đẹp. Con thứ hai này. Con thứ hai 5/2 nha. 2016 2G, dòng này dùng khá là ngon nha mọi người, mấy cái dòng tối xuất Nhật. Để coi lọc gió nó còn. Gió nhiều mới. Ui. Cái chuông nó em nhìn hình như là nó không có cái dấu luôn mọi người, nghĩa là nó hình như là nó sai lướt một lần mà thôi. Ui, cái lọc máy nó như mới luôn, cái lọc máy nó như kiểu như là máy vừa sản xuất riêng bỏ ra. Máy giống như vừa sản xuất xin bỏ ra chưa dùng luôn nha mọi người. Mới tin nè, mới tin này nha, nói sự thật là nói sự thật. Hôm nay đã giật hơi nghe nè. Ui dù, hơi khiếp của dây giật này. Em cam đoan với mọi người con này nó chỉ dùng một lần. Có thể là nó chưa dùng luôn, nãy là nghĩ là dùng một lần. Ui dù, cái lóc nó đẹp lắm, nhưng cái lúc mà nó cui cái thùng này. Rồi cái hai cái con này em bán cho, hai cái đầu này em bán cho mọi người 850 nha. Hai cái đầu này em bán cho 850 nha, 850.000 cả hai cái luôn nha. Tính ra có 425.000 một cái đó. Bán xả cho nó nhanh.